vị hôm nay chúng ta đã dành thời gian trọn vẹn cho các con rồi, thì hãy dành trọn vẹn cuối cùng cũng như là bất kỳ một phần trình diễn nào của con ngày hôm nay, thì đừng quên những tràng vỗ tay của quý vị, bởi vì đó sẽ là nguồn động lực rất là lớn cho con biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình gala đêm chung kết tìm kiếm đại sứ thương hiệu nhí toàn cầu của Kangen Mizu 102 tại Việt Nam. Và hôm nay thì Du Linh Nguyễn vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi đứng cạnh đại sứ thương hiệu nhí toàn cầu của chúng tôi hôm nay, đó là mẫu nhí Minh Vy. Vâng, và cô sẽ có một câu hỏi dành cho Minh Vy, đó là con có thể chia sẻ với mọi người cái cảm xúc của con ngày hôm nay khi mà con nhận là đại sứ hình ảnh mẫu nhí ngày hôm nay ạ? Con cảm thấy rất là vui khi được ban giám khảo và ban tổ chức tin tưởng giao cho con vai trò đại sứ Kangen Water 102. Con sẽ đảm nhiệm chức vụ này thật tốt ạ.